không đủ tự tin khi mà tiếp tục một hành trình với ai mới cả. Mọi thứ lúc đó đối với anh á, nó đều xuất phát hai từ là ám ảnh. Vì anh đi với một người cô gái nào ngay thời điểm đó đều xuất hiện hình bóng cũ. Bạn nữ chủ động ra đi thì em mới bàng hoàng rồi, mới đi tìm lại thì lúc đó là không còn nữa. Dạ. Thì thật sự lúc đó rất là kinh khủng. Em gặp những con gái đã vấp ngã nhiều. Sau này mà em kết thúc những mối tình với những người con gái đã vấp ngã nhiều rồi á, em mới nợ họ một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Nhưng mà khi mà tới với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ á Soho, em đã bỏ tất cả chuyện cũ lại phía sau chưa? Dạ rồi ạ, thật ra thì đây là cũng chỉ là một bài và em muốn trình bày cái trước câu chuyện trước đây của em. Thời điểm đó nha, bản thân của anh không đủ tự tin khi mà tiếp tục một hành trình với ai mới cả. Mọi thứ lúc đó đối với anh á, nó đều xuất phát hai từ là ám ảnh. Vì anh đi với một người cô gái nào ngay thời điểm đó đều xuất hiện hình bóng cũ. Khi mà tới với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ á Soho, em đã bỏ tất cả chuyện cũ lại phía sau chưa? Dạ rồi ạ. Thật ra em thẳng thắn luôn, đối với em á, riêng bản thân em nha, là người rất dễ phát sinh tình cảm, bắt buộc rằng một điều mình phải chặn việc đó liền để không ảnh hưởng tới người bạn đó trong tương lai nếu như bạn nó ngộ nhận về việc mình có tình cảm với bạn đó. Thật sự đối với anh ngay thời điểm đó thì có, anh có thích em. Anh nói là anh chỉ là muốn gạt chi nước mắm cho người con gái mà anh thích thôi. Đúng. Anh có từng nói anh làm cho người con gái anh chưa bao giờ nói về chuyện trong tình yêu á, ai là người thắng kẻ thua cả, ngay cả bản thân anh cũng vậy. Đúng, anh á cũng đã từng là một người thắng trong rất nhiều mối hệ. Cho em chia sẻ em có điều đó là kiểm soát về những cái chuyện cá nhân. Đúng là như nói đúng một chuyện đó chính là nên cho 3 phần riêng tư mỗi người nếu mà hai người chung một cái mối quan hệ. Tại vì em nghĩ cái chuyện này nó sẽ rất là tôn trọng với nhau cho một cái mối quan hệ. Thì khi mà hồi trước em quen bạn gái em cũng rất hy vọng được cái chuyện đó. Và thậm chí em vô tư hay là như thế nào đó mà cái điện thoại của em và mật khẩu Facebook của em là em không bao giờ đổi. Thậm chí là bạn gái em biết, và khi biết rồi cũng có xem tin nhắn của em này kia, nhưng mà em vẫn không đổi. Đến bây giờ em hiểu ra một cái chuyện đó chính là em tin, em rất là tin người bạn gái của mình, cho nên là mọi thứ em cứ để cho tự nhiên. Và có nhiều lần thì em cũng có nhắn tin với một số bạn khác, nhưng mà nhắn tin ở chỗ đó nghe bạn cùng làm việc với nhau thì cũng có nói như câu gọi là ngọt ngào á, cho nên là bạn gái em sẽ ghen. Thì cái đó em chấp nhận, em xin lỗi, nhưng mà em không nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ đổi mật khẩu, tại vì mình vẫn có cái gì đó rất là tin, cái chuyện tin nó rất là to lớn đối với em, về bạn gái của em. Thì thấy như vừa chia sẻ thì thấy đây là một cô gái rất là trưởng thành và biết suy nghĩ cho một cái mối quan hệ lâu dài. Hay không, thỉnh thoảng chúng ta nên nhận vai ác, miễn sao mọi chuyện êm đẹp. Em thấy bạn chia sẻ cũng rất là hợp lý, nhưng mà cái điều cũng vẫn thắc mắc tiếp tục, đó là khi mà cái chuyện tình cảm em như vậy á, bạn nam đó hết tình cảm với em và im lặng và thờ ơ vậy, anh không biết là trong thời điểm đó và em có từng ngồi lại với bạn nam đó và dặn lòng mình lại và nói chuyện trực tiếp với bạn nam đó. Em rất rất là muốn luôn anh, có nghĩa là em sẽ hẹn bạn đó ra và muốn tạo cơ hội để hai đứa nói chuyện, nhưng mà người ta tránh né, người ta kiểu vậy, để đến lúc mà mình không chịu mình nói câu chia tay là xong, chứ không muốn gặp mình luôn, dạng vậy. Tại vì thật ra thì em cũng đã từng rơi vào cái thời điểm như bạn nam này, nhưng mà khi mọi chuyện như là chấm dứt rồi á, là bạn nữ chủ động ra đi thì em mới bàng hoàng rồi, mới đi tìm lại thì lúc đó là không còn nữa. Dạ. Thì thật sự lúc đó rất là kinh khủng, cho nên là khi mà em nghe cái câu chuyện của bạn kể lại thì em đang chờ đợi là
bạn này với bạn bạn của bạn thì sẽ có một cái buổi nói chuyện gì đó thật là rõ ràng với nhau luôn, để cho nhau cái cơ hội có thể quay lại với nhau. Tại vì một cái tình cảm thật sự á, nó rất là khó kiếm, khó tìm trong cái cuộc sống này. Nên sau những cái vấp ngã và khi nghe câu chuyện của bạn thì em rất là trân quý cái sự cách thể hiện và cách làm của bạn. Dạ. Chị biết sao không? Sao? Tại vì khi mà bạn nữ xuất hiện trên vlog á, em hết hồn. Tại vì khá là cái về ngoại hình, về dáng vóc á, rất là giống bạn gái ngày xưa của em. Soho, em đã nhắc điều này 4 lần ở trên sóng truyền hình. Dạ. Rồi. Và em có nhận ra là mình đã có vấn đề là bị ám ảnh bởi người yêu cũ quá nhiều không? Chắc là không phải người yêu cũ đâu, mà là kiểu là cái gu á. Cái gu em là con gái sẽ ốm ốm thanh mảnh này kia, nhỏ con xinh xắn. Trời. Không, em thì không bao giờ mà nhìn nhận người khác như là người yêu cũ rồi để tim làm mạnh đâu. À. Tất cả khi mà những cái cảm xúc mà khi mà tim em đập mạnh loạn nhịp á, là những cái đó là những cái cảm giác mà thật sự mình thấy được một cái gì đó chân tình đó chị. Vậy thì em cảm giác thì gì? Thật ra thì đối với em, lời hứa là một, em là người thích thực tế hơn. Thật ra khi mà hứa làm cái điều gì đó nó rất xa vời, nó không cụ thể, nó không có một cái gọi là một niềm tin gì trong đó nữa. Em đối với em mà lời hứa nó rất là mông lung, cho nên là thật ra thì suy nghĩ đến cái điều gì đó muốn làm được gì đó, bắt tay vào làm liền. Ví dụ như là thí dụ như muốn cho bạn gái một tổ ấm, vậy thì điều đầu tiên mình cần làm cái gì, đó chính là phải làm cho bạn gái mình hạnh phúc trước, xong sau đó rồi những bước tiếp theo. Chứ không thể nào mà cứ anh hứa là sau này sẽ cưới em, mà sau này sẽ đưa em đi đây đi kia, mình đâu có chắc chắn được thời gian nó sẽ đưa mình tới đâu. Thời lúc mà em trước 20 tuổi, em có một cái suy nghĩ là chắc chắn là em sẽ không thể đổi đó chứ nhờ. Người phụ nữ mình mà đã kiểu đã trải nghiệm quá nhiều so với mình thì thấy người phụ nữ đó không thể nào đi với mình được. Nhưng mà cho đến khi mà những mối tình sau này em gặp những con gái đã vấp ngã nhiều, sau này mà em kết thúc những mối tình với những người con gái đã vấp ngã nhiều rồi á, em mới nợ họ một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Tại vì em muốn cảm ơn họ vì họ đã nhận và họ đã trải qua quá nhiều nỗi đau để mà đến với mình. Mà em xin lỗi họ vì em không đủ trách nhiệm để ở lại với họ, không đủ bản lĩnh để giữ họ. Thì cái đó là hai lời muốn gửi đến những người con gái mà em và họ đã từng đi với nhau một quãng đường, yêu và có thể yêu đơn phương, và thậm chí là trong cái trường hợp mà người thứ ba như em vừa kể thì cái này là do em không biết, hoặc là do em không biết thì anh cũng từng trải qua cái cảm giác như em. Và thật sự thì nếu như một người đàn ông á, theo anh nghĩ riêng về bản thân của anh á, anh có một cái lập trường nhất định, đó chính là khi mình yêu một người thì mình sẽ không có yêu một người hay là thích một người nào đó đã có gọi là đã có nửa kia của mình, và bạn của bạn gái mình đó, thì những đại loại như vậy. Thì có một cái điều mình thấy thường rất là trùng hợp, đó chính là những cái điều mà mình ghét nhất là những điều mình sẽ gặp nhiều nhất. Ghét thì... của nào trời trao của nấy ha. Dạ đúng rồi chị.